Đừng có kéo cha. Cha đi tìm thằng tiểu tử đó tính sổ. Dĩ Chân à? Đừng có kéo cha. Đứng lại đi. À, Dĩ Chân. Nè Tiền Trung. Cha. Đừng có lôi cha nữa. Cha. À. Được rồi. Đừng có lôi cha. Đều tại con hết. Con làm anh cái kiểu gì vậy? Từ đầu cha nói với con rồi, nó ở bên ngoài kết bạn giai thì con phải chú ý chứ. Còn mấy người này đều là đám ngu ngốc hết. Bất kỳ ai tới đây tìm nó, mấy người đều cho vào hay sao? Vậy không phải để người khác ức hiếp sao? Mau mau, nhanh chóng kêu người chuẩn bị xe. Đủ rồi. Mọi người đừng làm ồn nữa có được không? Vậy Trần, con nói cha nghe. Nhìn cái gì làm gì thế nào? Không có ai ức hiếp con hết. Vậy tại sao nó lôi con giữa đường như vậy chứ? Lúc trên đường người ta xem em là trò đùa đó. Trước giờ không có người xem em là trò đùa sao? Hôm nay hai người làm loạn như vậy, người khác càng có lý do để chế giễu con. Hai người có biết như vậy làm khó con hay không? Em có oan ức thì nói ra đi, mọi người sẽ giúp em mà. Đúng vậy đó. Làm sao giúp em? Dùng một số tiền lớn để giúp em hay sao? Bộ có vấn đề gì hả? Đừng tưởng nhà họ Chu họ là danh gia vọng tộc gì đó. Cha không sợ, Hoàng Tân Quốc thích cha đã từng gặp nhiều rồi. Con xin cha đó, hai người đừng có làm bất cứ gì hết. Vậy là đã giúp con lắm rồi. Để cho con ta đối xử với em như trên đường vậy sao? Em tình nguyện. Con tình nguyện với ai cũng được, sao lại là thằng khốn đó? Còn ai tình nguyện ở cạnh con sao? Cha nói cho con biết đi. Còn ai? Còn người đàn ông nào chịu ở cùng con đây? Nghĩa nữ mà Đơn Phúc Toàn nhận nuôi. Con Đơn Dĩ Chân qua lại với con nói chuyện, xem coi như là bạn. Dám quang minh chính đại bắt con đi trên đường có ai chứ? Có ai? Chỉ có anh ấy thôi. Cậu ta muốn lấy con gái của Trương Sĩ Trân đó. Đúng vậy. Không phải vậy. Con không biết đó, cậu ta muốn trở thành phó hội trưởng mà. Không thể nào mà. Ê, con gái, cha rất hiểu tâm trạng của con. Cha biết con bị ức hiếp đều là tại cha. Ê, nhưng mà con phải hiểu là đây là chuyện quan trọng cả đời của con, không thể như vậy được. Con biết con đang làm gì mà? Con không biết đâu. Con không hiểu bọn đàn ông. Con không phải đàn ông mà. Cha sai rồi. Cha còn là... Em đúng thật là chanh chua cay nghiệt độc ác. Đúng, nhưng em sai gì chứ? Người không vì mình trời tru đất diệt. Bây giờ em còn cơ hội khác nữa rồi. Nếu như em để ấy đi thì chắc ở đời này sẽ thế nào lấy chồng được đó. Em quyết định như vậy, cậu ta sẽ cưới em sao? Em sẽ nghĩ ra cách để anh ấy chịu cưới em. Em sẽ làm theo ý mình. Em muốn dẹp cả những cản trở. Em thực sự yêu cậu ta? Yêu? Nó là cái gì chứ? Em không biết tình yêu là gì hết. Nhưng mà em biết thứ em muốn là gì. Tốt rồi. Mấy ngày hôm nay ta cũng không được ngon miệng lắm. Đang muốn uống chút đồ chua. Chỉ có Tiểu Xuân là hiểu ta thôi. Tiểu Xuân, em đừng giận nữa mà. Ta đã biết đánh em là không đúng. Ta bồi thường cho em nha. Nếu như em vẫn giận, hay là ta để cho em đánh lại ta? Em đánh lại ta đi. Uống xong chưa? Ừ? Dọn nha. Cố Tiểu Xương, đừng mặt nặng mày nhẹ nữa mà. Em làm gì dám chứ? Ôi trời, đau chân quá, đau chết được. Trời, đau chết mất. Nè, nè, đứng lại. Trong nhà chỉ có hai người chúng ta. Em mặt nặng mày nhẹ với ai vậy? Vốn dĩ không chỉ có hai người thôi. Vẫn còn ta thiếu gia có thể nói chuyện với cô được mà. Em được lắm. Em dám vì chuyện đó mà mặt nặng mày nhẹ với ta hay sao? Là người hầu của cô. Em được lắm đó. Em không nói là người hầu của ai vậy? Nhưng kêu người ngoài đánh cậu ấy là không đúng. Đó là em trai ruột của cô mà không phải sao?
cậu ấy có lòng tới thăm cô, cô không những không cho cậu ấy vào, còn kêu người ngoài đánh cậu ấy nữa. Như vậy là không công bằng với cậu ấy. Cậu ấy vốn dĩ chỉ là một thư sinh thôi. Một con người nhã nhặn như vậy, sinh ra là để hòa nhã lịch sự, còn để người ngoài đánh cậu ấy nữa. Hai người đánh có một người thôi, kết quả thì sao chứ? Rốt cuộc thì cô lại còn mời người ngoài đánh cậu ấy vào nhà uống trà nữa. Cô đúng là đồ nhẫn tâm mà. Em bị cô đánh, cô còn biết đem hai cái trứng luộc tới cho em lăn tan máu bầm. Còn cậu ấy bị đánh ra như vậy, cô chẳng thèm hỏi một tiếng, cô chẳng thèm nhìn một cái nữa. Người bị đánh là nó, em tức giận với ta làm gì chứ? Em thấy chướng mắt thôi. Chướng mắt lắm hay sao? Ta cho em biết, Cố Tiểu Xuân, chuyện này tại em hết. Bất cứ chuyện gì cũng có thể nói với Quốc Dũng, nhưng còn chuyện đi thư kiện không nên nói với đó làm gì. Chuyện quan trọng như vậy em không nói với cậu ấy thì nói với ai đi? Nói với người bên nhà họ Đơn mới đúng chứ. Thư kiện là chuyện của riêng ta, ta thích nói với ai thì nói. Rồi, em không quản nữa có được chưa? Tốt nhất đừng quản, đừng xen vào chuyện gì hết. Nhiều chuyện ta phải nói với em nữa. Từ nay nó vẫn như xưa, không được bước vào. Mỗi ngày ta để cho nhà họ Đơn tới để cùng vui chơi hưởng lạc cho em tức chết luôn. Tiểu thư, cô không sợ những lời đồn đại đó thật hay sao hả? Sợ? Nếu nhà chồng tha thứ cho ta, nhà mẹ có giận ta hay không? Nếu như vẫn còn lời đồn đại thì là do em nói ra đó. Trong nhà chỉ có hai người thôi mà. Cô, được, cô cứ bắt nạt em đi. Dương Ma không thể làm được chuyện đó. Ê trời, ông cứ yên tâm đi, ta không để cô ta vào phòng đâu hả? Không phải tôi vì chuyện này. Bà nghĩ thử đi, suy nghĩ cho thật kỹ. Không đến mức ra tay đánh người đâu, nhưng Dương Ma đã nói là hoàn toàn xác thực. Cho dù có đánh đó, thì cũng không thể nào đánh tiểu nhà nào đó được. Vậy lẽ nào? Chuyện này có chút kỳ lạ. Là cô ta cố ý đánh đó, muốn đuổi nha đầu đó đi. Tại sao cô ta lại muốn đuổi nha đầu đó đi chứ? Cô ta muốn làm cái gì đây? Cô ta muốn đề phòng. Cô ta muốn làm cái gì đây kìa? Đến người thân cận nhất bên cạnh mình mà cũng đề phòng. Hơn nữa, chỗ của cô ta lớn như vậy cũng không thể sánh bằng nhà cao cửa rộng chúng ta. Chúng ta có muốn đề phòng người nào cũng không khó đến vậy. Cô ta muốn đề phòng hả? Sao cô ta lại phải đề phòng chứ? Không phải Dương Ma đã nói rồi sao? Bây giờ ai đang muốn đối phó với cô ta? Ý ông nói cô ta muốn đề phòng là... Ôi trời ơi, sao mà to gan dữ vậy hả? Cô ta... Ôi trời, chẳng trách. Đuổi người hầu ra khỏi nhà đó là ý định của cô ta. Cô ta đang tính cái gì đây? Cô ta không muốn giữ thể diện, có phải vậy không? Ôi trời, ông nghĩ thử mà xem. Từ khi ta còn trẻ đã quá chồng, bao nhiêu năm nay đều phải chịu đựng như vậy. Cho đến gần đây ta mới đối xử tốt với bản thân một chút. Nhưng còn cô ta hả? Thiệu gia nhà ta chỉ mới vừa đi, hài cốt vẫn còn chưa tàn nữa kìa. Vậy nên mới nói Dương Ba không thể nào làm chuyện này. Hai. Tiên
Su cô nương tôi tới rồi đây. Bà đến làm gì chứ? Ở nhà họ Đổng có phúc không hưởng, chạy tới nhà chúng tôi chịu cực chịu khổ hả? Lão phu nhân à, tôi cầu xin bà đã đừng bắt tôi quay về, tôi không muốn hầu hạ đâu. Người quả là có bản lĩnh, bây giờ còn biết chọn người sao? Tôi nghĩ đi nghĩ lại, thấy thiếu phu nhân với cô là tốt nhất với tôi, nên tôi mới quay về. Nè, đi đi. Tới đây. Tiểu Xuân. Hả? Sao rồi? Chị ấy vẫn không cho ta vào hả? Tam thiếu gia, cậu vẫn ổn chứ? Hôm đó cùng bọn người đơn phúc toàn. Ta không sao. Mà nè, chị của ta đã đỡ hơn chưa vậy? Không ổn, không ổn một chút nào. Cậu nghe kìa. Vậy có phải chị ấy đã phát điên lên rồi không? Như vậy không đáng thương lắm sao? Bản thân thì phát điên, trái tim thì hình như đã tan vỡ. Người ta càng muốn cô ấy khóc, cô ấy lại càng cười thiệt to. Người ta muốn khuất phục cô ấy, nói cô ấy khó coi, thì cô ấy càng cảm thấy đắc ý. Đắc ý? Như vậy mà gọi là đắc ý sao? Chị ấy đang tìm tới cái khổ tự chà đạp mình đó Tiểu Xuân à. Nỗi khổ này không phải do cô ấy tự tìm, là do nhà họ Đổng và nhà họ Bạch gây ra. Cô ấy đã cố gắng chịu đựng, chuyện thư kiện cũng không muốn người khác bận tâm, nói đó là chuyện của cô ấy. Một con người những lúc mà chỉ có thể cười không thể khóc là đáng thương nhất. Không được, không được, không được. Ta không thể để cho chị của mình rơi vào cảnh này được đâu. Tam thiếu gia, anh đừng đi mà, đừng đi mà. Tiểu Xuân à. Tam thiếu gia. Nương nương, người sống trên đời à, người sống trên đời giống như là giấc mơ. Chị Tư à. Đơn gia, tiếp tục đi. Thư tử khai hoài. Thư tử khai hoài. Chị Tư à. Ai cho người ngoài vào đây vậy? Đúng là mất hứng. Đơn gia à. Chơi không vui rồi, chơi không vui. Hát hí khúc cũng không còn thú vị nữa. Chúng ta vào phòng chơi đi. Vào phòng chơi xí ngầu. Đi thôi à. Đi đi đi, vào phòng đi. Đúng là mất hứng mà. Mở 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 đi mở. Mãi định ly thủ. Một hai ba. Mở. Ê, cô nói đúng không vậy? Tôi lại thua nữa rồi. À, ai à. Rót rượu chơi lại. Chơi lại đi. À được à. Mở. Lần này tôi thắng rồi à. Nha à, tôi thắng quá. Rồi à. Đơn gia à, tới lượt ông uống à. Đó. Ta uống, ta uống. Đây đây đây, chơi tiếp đi. À, được rồi. Tam thiếu gia, Tam thiếu gia. Lại nha, lại đi. Lại đi. Chơi lại đi. Người đi rồi, dừng lại đi. Ơi, ơi, việc gì phải vậy? Chị em ruột mà. Đúng đó, dù sao cô ấy cũng là em trai tốt nhất của tôi. Trong nhà họ Bạch chỉ còn một mình đó mà thôi. Người dân chính đứng đắn là người duy nhất vẫn trong sạch trước sau như một. Tôi không thể để nó bước vào nơi của tôi được. Tôi phải để nó
thay nhà họ Bạch sống cho trong sạch thanh khiết. Chuyện duy nhất tôi có thể làm là mỗi lần nó đến tôi phải đuổi nó đi. Đuổi sao Hồng Cung? Vậy thì hận đi. Mười bảy năm mươi em. Ông chủ ơi. À, cậu chủ Chu, cậu rồi. Vị khách quý của cậu thì ra là một người nước ngoài ha. À, tôi quên nói trước với ông, cậu ấy không những là người nước ngoài mà còn là một luật sư. Chào Chu. Chào George Smith. Ông làm việc đi. Chào. Anh thấy ở đây thế nào? Đây là một nơi rất là tốt. Đáng tiếc lần này đến đây chỉ vì công việc. Cậu nợ tôi một ân tình. Đương nhiên, nè, ngồi đi. Quá. Chắc là anh sẽ thích bộ dạng bây giờ của em đâu. Tiểu thư à, cô mở cửa đi. Tiểu thư, mở cửa đi. Chờ sau khi giải quyết xong vụ thư kiện, tôi nhất định sẽ đưa cậu ra ngoài chơi. Vậy thì tốt. Tôi vừa nhận được bức thư của cậu, trong thư có nhắc đến bị cáo Lưu Tiêu Gia. Tôi có nghe về người này, vụ kiện không đơn giản đâu. Đúng vậy, cho nên tôi mới nhờ cậu giúp đỡ. À, được thôi, chúng ta bàn bạc về vụ án của cô Bạch đi. Được, nè cậu coi. Trong này ghi chép những thăm dò trước đây của tôi. Bởi vì sợ cậu sẽ đọc không hiểu nên tôi đã dịch qua tiếng Anh rồi luôn nè. À, được rồi. Tiểu thư, cô không mở cửa là tôi đạp cửa vào đó. Tiểu thư đừng uống nữa mà. Mở cửa đi. Tôi đạp cửa thiệt đó nha. Tiểu thư. Tiểu thư. Ê mà còn ồn nữa là. Anh đến rồi sao? Nhanh, vào phòng đi. Mời ngồi. Anh ngồi đi. Để tôi rót cho anh một ly trà. Anh tới uống trà đi. Mau vào đây ngồi đi. Sao hôm nay lại đến đây vậy? Tôi muốn coi Bạch Vũ Hòa không sợ trời không sợ đất rốt cuộc đã trở thành bộ dạng như thế nào rồi. Không có ai không sợ trời không sợ đất. Bạch Vũ Hòa tôi, trời cũng sợ, đất cũng sợ. Lúc nhà chồng không cần tôi nữa, tôi sợ nhà mẹ đẻ không chịu nhận tôi. Tôi sợ. Tôi đã đuổi người em ruột của tôi ra khỏi nơi này rồi. Em trai tôi, Nó là người yêu thương tôi nhất. Đảm bảo là nó rất hận tôi. Tôi càng sợ. Anh có biết hay không, bây giờ tôi ở trong căn phòng này, tôi vẫn nghĩ sao tôi lại ở trong này chứ. Tôi, Bạch Vũ Hòa tôi sẽ lại trở thành bộ dạng như ngày hôm nay. Tôi càng sợ. Tôi sợ Thiếu Hoa. Nếu anh ấy nhớ tôi, anh ấy muốn đến thăm tôi, nhưng mà không tìm thấy tôi phải làm sao đây? Nếu như mà anh ấy không tìm ra, sẽ rất lo lắng cho tôi đó. Tấm lòng của cô dành cho Thiếu Hoa anh ấy nhất định cảm nhận được. Anh không hiểu đâu. Lúc
mà anh quá yêu một người nhưng đột nhiên mất tích hoàn toàn, anh sẽ thấy rất sợ. Lúc mà anh đi trên đường, lúc ăn cơm hay cả những lúc nghỉ ngơi, cho dù là bên cạnh của anh có biết bao nhiêu người, nhưng trong lòng của anh vẫn cảm thấy rất trống trọng. Nhưng lòng của cô không thay đổi. Sao anh biết chứ? Nhưng là tôi biết. Hơn nữa tôi còn biết, đây mới là những lời nói thật lòng của cô. Bây giờ cô tỉnh chưa? Nè, cùng uống với tôi đi. Vũ Hòa, cô nói cô sợ, tôi biết chứ. Bởi vì tôi cũng sợ. Trên đường đến đây tôi tìm cô, tôi cũng đã thấy rất là sợ. Bởi vì bạn bè tốt của tôi cũng là ông chủ văn phòng luật sư Đại Anh ở Thượng Hải, đến phân tích tình tiết vụ án, ngay cả Hoàng Kim Vinh cũng dám đánh. Do đó có thể thấy hắn tùy tiện cỡ nào. Nói như vậy thì nếu như vụ án này chúng ta muốn kiện thắng, thì không chỉ chúng ta đối diện với Lương Tiêu Gia không, mà còn phải đối diện với rất nhiều thế lực hùng mạnh phía sau. Như vậy sao người ta không sợ chứ? Nhưng mà Vũ Hòa, tôi nghĩ cho cô, cô đã không còn chồng, gia đình cũng không. Cô đã hai bàn tay trắng rồi. Một người đã hai bàn tay trắng như vậy rồi. Thì cô còn cái gì để sợ nữa chứ? Hôm nay tôi đến đây tìm cô để nói cô biết, bất luận tiếp theo vụ án này có đến mức độ như thế nào, bất luận là vụ án này có thắng hay là thua, bất luận tương lai có ra sao đi nữa, chỉ cần cô không sợ, chỉ cần cô đồng ý, tôi sẽ dẫn đi cùng cô. Bây giờ nói tôi biết cô còn sợ hay không? Anh quay lại Thượng Hải, dự định khi nào sẽ về đây? Không biết nữa. Sao bây giờ anh lại muốn qua đó chứ? Lúc đầu tôi định sẽ không trở về, nhưng chẳng qua tôi nghĩ cha mẹ tôi tuổi cũng đã cao rồi, vả lại tôi còn là con một nữa. Phải, anh nghĩ như vậy là phải. Nhưng sao giờ lại thay đổi suy nghĩ? Thật ra cũng không phải. Tôi biết rõ Chu Vĩnh Gia tôi trong mắt người khác là con nhà giàu sang quyền quý, ở Thượng Hải không phải tranh giành, về nhà thông thả ăn cơm, còn về đây dựa theo quan hệ gia đình lại tranh chức phó hội trưởng, hơn nữa phải cười với Trương Giang Quyên, lợi dụng để mưu cầu danh lợi. Vì vậy tôi muốn đi, tôi không muốn sống những ngày tháng như vậy nữa. Chu Vĩnh Gia, anh không phải quan tâm tới người khác nói gì. Anh không phải từ trước đến giờ không sợ trời không sợ đất sao? Tôi không có dũng cảm như cô nghĩ. Có lẽ con người thực sự cần hai bàn tay trắng mới có thể cái gì cũng không sợ. Huống hồ gì lần này tôi qua Thượng Hải là có chuyện phải làm. Tôi muốn làm một chuyện bản thân tôi cảm thấy đúng, mà không phải là ở đây một mực nghe theo sắp xếp của cha tôi. Lẽ nào anh phải rời khỏi đây mới có thể làm chuyện mà anh muốn sao? Anh qua Thượng Hải chỉ bỏ trốn thôi có đúng không? Ít ra tôi có thể tự mình lựa chọn. Tôi có thể chọn không lấy Trương Văn Quyên. Tôi cũng có thể lựa chọn không lấy chức phó hội trưởng đó. Tôi còn có thể khiến cha mẹ anh đau lòng tuyệt vọng. Anh đâu phải làm vậy. Anh không muốn lấy Trương Văn Quyên thì có thể lấy, anh có thể lấy người khác mà. Đương nhiên rồi. Kỳ vọng lớn nhất của cha mẹ tôi không phải mong sớm có cháu trai ẵm bồng sao? Chuyện đó không khó, con gái cũng nhiều lắm mà. Đặc biệt là ở Thượng Hải này, con gái đẹp càng nhiều. Da đen, da trắng, da vàng, muốn cái nào cũng có. Nói không chừng đến lúc đó tôi sẽ cho ông bà một đứa cháu lai cũng nên. Chu Vĩnh Gia, không phải anh nghiêm túc đó chứ? Tất nhiên là tôi đang nói nghiêm túc. Thượng Hải tôi giới đó con gái đẹp thì rất là nhiều. Trong đó nước da đẹp nhất vẫn là người châu Âu. Người Ấn Độ cũng rất đẹp, tuy hơi đen nhưng mà lớn lên rất xinh. Bạn học của tôi lấy vợ là người Ấn Độ đó. Không thể để anh ấy đi được. Tuyệt đối không thể để anh ấy đi. Mình nhất định sẽ tìm mọi cách giữ anh ấy lại. Thank you.
Bảo. Chào bác, con là Đơn Dĩ Chân. Đừng tìm nữa, chính là con đã hẹn bác. Cô, nhà các người gây chuyện chưa đủ sao? Nếu là cô, ta trốn cũng không kịp. Nói gì đi ra ngoài đi. Chú Bá Mẫu, hôm nay cô tìm bác thật ra. Ta với cô chẳng có chuyện gì để nói hết. Chú Vĩnh Gia sắp đi rồi. Anh ấy nói đến Thượng Hải và không quay về nữa. Không quay về sao? Con gái xuất giá, điểm mấu chốt là mẹ chồng. Con nghĩ đi, Chu gia người ta là gia đình đứng đắn. Mẹ của cậu ấy làm sao chấp nhận đứa con độc nhất của mình có dính líu với cô gái nhà họ Đơn kia? Phụ nữ đều giống nhau, mẹ cũng đang làm mẹ, nên mẹ quá hiểu. Huyết thống là quan trọng nhất. Ai lại để một đứa con gái lai lịch bất minh, thiếu lễ độ, làm hư huyết thống của nhà mình? Ta không có hơi đâu mà ngồi uống trà. Chu Vĩnh Gia nói với cô, nó muốn đến Thượng Hải sao? Phải. Không thể nào. Nó đã xin thôi việc ở Thượng Hải rồi, đồng ý quay về giúp đỡ cha mà. Nhưng chính miệng anh ấy nói với con, anh ấy mà thể giờ sẽ không quay về nữa. Anh ấy còn nói với con, anh ấy nói. Còn nói gì nữa? Nói đi. Chuyện đó. Đơn Dĩ Chân, anh ấy nói bác một mực muốn có cháu ẩm bồng. Anh ấy biết mình là con độc nhất, buộc phải nối dõi tông đường. Vì vậy anh ấy có đối tượng rồi. Có rồi hả? Ừ. Còn có tới hai người. Một người là người Ấn Độ, hai người Nam Dương, là người có phong tục ăn cà ri. Còn người kia hình như là người Belarus. Anh ấy nói lớn lên rất xinh đẹp, hơn nữa còn biết nói tiếng Trung Quốc. Không thể nào. Chu gia chúng ta tổ tông tám đời là người Trung Quốc chính thống, không thể tới đời đó loạn hết lên được. Con cũng khuyên anh ấy như vậy, nhưng anh ấy nói với con, anh ấy cũng bị ép đến đường cùng rồi. Ai ép nó chứ? Ai ép nó đây? Bản thân nó cũng biết, nó giỏi tông đường mà. Thật sự anh ấy không thích cô Trương Văn Quyên. Trương tiểu thư đó có gì không tốt? Tri thư đạt lý, danh môn khuê tử. Đã vậy trên giới Trương gia còn rất coi trọng đó. Nếu bác tận mắt chứng kiến cô ấy đối với con trai bác ra sao, con nghĩ bác sẽ không nói như vậy được đâu. Ta không tin đâu. Nhìn gia đình Trương tiểu thư như vậy, con cái được giáo dục có thua chỗ nào đâu. Nếu không phải bên cạnh nó có người châm dầu vào lửa chứ. Chu Bá Mẫu, không phải là bác đang nói con đấy chứ? Bác đề cao con quá rồi, con thật sự không có khả năng đó đâu. Thật ra hôm nay con không nên đi đến đây. Chu Vĩnh Gia, anh ấy hay đi hay ở, hay là đi lấy vợ da đen da vàng gì đó, đều không liên quan đến con mà. Chúng ta vào nghỉ ngơi đi. Hạ khách quan, ông đi cẩn thận nha, không tiện. Hai chị mời bên này. Không dễ gì quay về bây giờ lại đi nữa. Chưa phụng dưỡng trả ơn cha mẹ được ngày nào hết mà. Được, muốn ăn gì thì ăn. Ba Mẫu à, bác đừng lo lắng. Về nhà bác nói anh ấy xem sao, hả? Mẹ, mẹ nhìn đi. Có lẽ anh ấy sẽ ở lại mà. Nhà Chu Bá Niên sao? Mẹ còn nói là bà ấy không thích con gái Đơn Phúc Toàn nữa. Chu Thái Thái. Trương phu nhân sao? Tôi còn tưởng là tôi nhìn lầm rồi chứ. Nếu như không phải Văn Quyên nhìn thấy, tôi cũng không dám tin đây là sự thật. Không ngờ bà cũng có lúc đi uống trà với cô ta. Trương phu nhân à, chắc là bà hiểu lầm gì rồi đây. Hiểu lầm? Hiểu lầm là sao? Chính mắt tôi nhìn thấy mà. Trương Thái Thái, tình không phải như bà nghĩ đâu. Ở đây có chỗ cho cô nói hay sao? Chu Thái Thái, Chu gia nhà bà là nhà cũng có uy tín danh dự. Theo như tôi thấy, chuyện hoàn toàn không phải là vậy rồi. Mẹ, con nói với mẹ trước rồi mà mẹ không tin. Ai có thể tin được chứ?
Trước mặt thì khác, sau lưng thì khác. Chư Thái Thái à, bà đừng có nói những lời khó nghe như vậy có được không? Do Chu gia nhà bà làm chuyện khó coi thôi. Chu gia nhà chúng tôi đã làm những chuyện gì mà lại bị bà sỉ nhục như vậy? Nếu không phải nhìn thấy của cải giàu có Chu gia của nhà bà dựa vào tên công tử bà hả, chuyện hôn sự chúng ta không thể định được rồi. Mẹ, cuộc hôn nhân này thực sự trong lòng con không thấy hài rồi đó. Cái này gọi là hu tôn giáng quý, là hạ giá đó. Hạ giá bà có biết không? Chu Vĩnh Gia thật sự là thực học thực tài đó. Anh ấy du học nước ngoài mà. Cũng không biết dùng cách gì dơ dét để trở về nữa. Anh ấy là người thực học thực tài. Thực học thực tài mà xem trọng cô hay sao? Quan kỳ hữu tri kỳ nhân, có thể hợp ý với món hàng như cô. Có thể thấy anh ta là món hàng gì rồi đó. Có thể thấy gia đình gì rồi. Chuyện về hôm nay làm tôi tức chết mà. Mẹ con nhà đó thiệt là đáng căm ghét. Trước đây tôi còn không tin, tôi cứ tưởng là Dĩ Chân cứ kiếm chuyện bới móc. Dĩ Chân? Bà kêu tên nghe thuận miệng hả? Không phải là huyết thống, là được nhận nuôi thôi. Không phải người một nhà không được vào cửa. Trương Thái Thái còn tưởng chúng ta trèo cao hay sao? Bà ta thật sự chẳng biết gì. Nếu Chu Bát Niên tôi không có thế lực mạnh như vậy thì Chu Sĩ Trân có thể thuận lợi được sao? Ngồi được vị trí hội trưởng hả? Hả? Biết bao nhiêu người nhắm vào đó. Dương gia, Lý gia, Ngô gia. À phải rồi, còn có tên Quốc Trí. Làm sao tới lượt Chu Sĩ Trân hắn chứ? Thật là nhìn nhận đơn thuần quá bà. Ê, bà nói xem lúc đầu tôi dự tính hay quá mà. Quan hệ thông gia, giúp đỡ lẫn nhau. Ha. Nhưng Chương gia không biết phải trái. Ha. Quay sang cắn lại mình một cái. Tôi còn không thể tin được. Con trai tôi, vị trí phó hội trưởng, tôi phải để nó lên ngồi. Đích thân tôi sẽ nâng đỡ cùng mình. Ông làm sao mà nâng đỡ đây? Thế lực của ông ta bây giờ còn mạnh hơn người ta rồi. Ê, thế là do người tạo. Tên nhỏ mọn Chu Sĩ Trân đó tính làm sao để loại trừ, tôi phải làm cho rõ ràng. Bây giờ giữa chúng ta đang căng thẳng, tôi dự đoán tên Chu Sĩ Trân này sẽ muốn quay sang chống lưng cho Bạch Quốc Trí đây. Vậy tốt nhất Bạch Vũ Hòa của nhà họ Bạch gia là người gây ra mọi chuyện. Cô ta có thể nên yên ổn sao hả? Trong gia đình có một đứa con gái vậy, Bạch Quốc Trí trưởng huynh như cha, ngay cái chuyện này còn không ngăn trị được thì hắn có năng lực gì hả? Còn có mặt mũi nào có thể đảm được chức vị quan trọng gì trong thương hội chứ? Nhưng mà Bạch gia đã cắt đứt quan hệ với Bạch Vũ Hòa rồi, ngay cả cửa cũng không cho vào bà. Hãy nhớ làm một bút không viết được hai chữ Bạch Tử. Đừng có đỡ Tiểu ta à, mà cẩn thận đó. Vẫn chưa có sai đâu. Cậu nói chưa sai nữa, cô đi cẩn thận đó. Hôm nay phải cùng với đơn gia. Tiểu thư cẩn thận. Sai một bữa. Trời ơi, cậu uống nữa. Nếu Thiệu Khoa ở nhà, anh ấy sẽ dẫn ta đi uống. Cô uống ít một đó. Chút đi. Trời ơi, đừng có lo. Không phải là ta không biết đi. Em sẽ đem rượu tới ngay. Mau cẩn thận đem đó, rượu đến đây. Cẩn thận. Nhanh lên đi. Trời ơi. Được rồi. Ta muốn chờ uống một rượu chút mà. Nha. Em đem rượu tới cho nhanh cô lên nghe. Đi. Từ từ thôi. Dương Ma, bà là người của Đổng gia, ta tin bà. Bà đi đi, cẩn thận theo dõi, giúp ta theo dõi Bạch Vũ Hòa, xem nó nói năng những chuyện gì, làm ra những chuyện, hay là gặp người nào. Sau đó về đây kể tỉ mỉ lại cho ta nghe. Trong mắt của ta, bà rất đáng gờm đó. Đã kêu đừng uống mà cứ uống qua, còn uống nhiều như vậy nữa. Từ từ thôi. Rồi hả? Khó chịu sao? Ta đau đầu quá. Đau đầu?
sau này đừng có làm loạn vậy nữa. Tối ngày hôm qua vừa hát vừa la, làm trò cười cho người ngoài đó. Nhà chúng ta có người ngoài hay sao? Dương Ma là người ngoài mà. Dương Ma? Cô nghĩ đi, bà ta bị chúng ta đuổi về rồi, sao tự dưng còn chạy về lại chứ? Tôi chưa từng thấy nhà quá phụ nào náo gì như vậy. Lúc thì Chu thiếu gia, lúc thì hai cha con Đơn gia, chính là hai cha con nhà đó, không ngày nào đêm nào mà không đàn đúng cờ bạc hết. Đàn đúng cờ bạc? Ừ. Cái điếm sao? Phải đó. Bà tận mắt thấy không? Cái này không cần tận mắt chứng kiến cũng đủ biết rồi mà. Bà ta muốn nói gì nói, ta không làm gì hết, không sợ. Cô đó, cái gì cũng không cần lo hết. Cô uống rượu mua vui, đêm đêm sướng ca. Ta đêm đêm sướng ca thì làm sao? Ta làm chuyện đó ở nhà của ta mà. Nhà mẹ nhà chồng gì cũng không chào đón, ta ở nhà mình vui chút cũng không được hay sao? Kỳ lạ thật đó. Vậy cô có vui lên chút nào không hả? Em nghĩ ta phải làm gì nữa đây? Đêm đêm ngồi khóc hay sao? Trong lễ ký có nói quá phụ không khóc đêm. Cô đừng có nói với em cái đó. Cái gì mà lý ký dương ký em đều không có biết gì hết. Em chỉ biết là làm người phải biết học cách bảo vệ mình. Tiểu thư à, nói về chuyện này á, có phải lưu tâm một chút. Cô có phát hiện ra không, mỗi lần cho con Đơn Phúc Toàn tới đây, em đều kéo Dương Ma ra hầu hạ hết. Em để cho bà ta biết là trong cái nhà này, bất luận là ai đang làm cái gì, bà ta cũng giống như em, chuyện gì cũng phải rõ ràng sáng tỏ mới được. Chúng ta tuyệt đối không thể để bà ta ra ngoài gây chuyện, lỡ nói không đúng sự thật. Cô có biết chưa hả? Mệt thật đó. Còn mong Chư Nông nâng đỡ tiểu khuyển này. Xin nhờ. Mời. Làm sao mà ra đến nông nỗi này chứ? Phải đó, vốn tưởng là chuẩn bị được uống rượu mừng thông gia của hai nhà Chu Chương chứ. Hôn sự không phải là Chương gia thoái lui, mà là do Chu gia không chấp nhận, là Chu gia thoái lui thôi. Ê, tiểu khuyển này cũng có khí tiết của con người. Ê, dựa vào quan hệ thông gia lên được vị trí đó, trong lòng của nó cũng không thoải mái đâu. Nhưng mà Chương gia lại kiêu căng ngạo mạn, nhiều lần làm nhục, thậm chí còn làm nhục vợ tôi trước mặt nhiều người nữa. Chuyện này xảy ra ở quán trà. Hả, vị nào không tin có thể đi hỏi đi ha. Đi hỏi đi, mấy ông nói xem. Mấy ông nói xem đi ha. Có con cái nhà nào thốt ra câu khẩu khí đó ha? Này. Nhưng mà chúng tôi có nghe nói Quý công tử và Bạch Vũ Hòa không có bất cứ quan hệ nào chứ ha? Ê, chỉ là cứu người có vậy mà thôi, còn quan hệ với Đơn gia là thế nào? Thì đó, chúng tôi còn nghe nói cậu ta còn vì con gái của Thập Bất Toàn mà đứng ra nói đỡ, mới gây tức giận cho nhà họ Chương. Chương gia mới đưa ra chuyện cùng ông. Tuyệt đối không phải. Tiểu khuyển này tính cách phóng khoáng, không câu nệ chuyện nhỏ, nhưng mà với Bạch gia, Đơn gia tuyệt đối không có quan hệ gì. Đây đúng là điểm đáng khâm phục của nó. Nó trọng nghĩa. Nhưng Bạch Quốc Trí Hân, trong nhà xảy ra chuyện ô nhục bại hoại gia phong, hắn không kiểm điểm lại bản thân của mình, ngược lại bỏ rơi tình cảm anh em máu mủ để chờ đợi thực hiện mục đích của mình, mà Chu Sĩ Trân lại muốn nâng đỡ hắn. Chư công xem có đồng ý không? Cũng có lý. Mời. Cha nó kêu bá xem chừng nó, đặc biệt là không cho nó đến gần Bạch Chủ Hòa. Dĩ chân à, để bác nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có con mới giúp được bác thôi. Nào vào đây. Lúc nãy bác nói gì con cũng hiểu hết rồi. Cha của Vĩnh Gia thì có hở một chút là nóng giận, ông ấy cũng đưa Vĩnh Gia lên vị trí phó hội trưởng, không dựa vào Chương gia. Không phải con nói sao, Chương gia này thật sự rất quá đáng, xem thường ai mà dám xem thường Chu gia. Chu gia này là danh gia tộc nâng đỡ người hai đời rồi. Chỉ cần nó có thể ổn định vị trí, cũng may là nó vẫn chưa đi Thượng Hải. Ngồi xuống đi, bác xem nó đã dậy chưa ha. Dạ. Lấy trà cho khách đi. Mình muốn sống ở đây,
Mình muốn trở thành một phần trong căn nhà đây, đền bù danh dự lại cho mình. Mọi người sẽ không còn nhớ mình là đơn diễn chân, họ sẽ gọi mình là chú Thái Thái. Thật là ngại quá để cô phải chờ lâu. Đứng lại. Có chuyện gì sao? Trà nguội rồi. Cô còn chưa uống mà. Tôi nói nguội là nguội rồi. Bây giờ lập tức đem đổi, cho tôi ly trà khác đi. Cho cậy thế chủ. Dĩ chân. Thiếu gia. Đúng là cô sao? Mẹ tôi nói cô đến mà tôi không tin đó. Sao không đem trà lên vậy? Trà nguội rồi. Không phải, là cô ta. Không sao, không nguội. Được rồi, để tôi tự lấy. Cảm ơn ông nha. Ra ngoài đi. Dạ. Đơn tiểu thư à, nào mời ngồi bên đây.